Hello, chào mừng anh chị em đến với kênh Quay Thể Thao nha. Kênh chuyên về review một số loại thực phẩm bổ sung dành cho người tập thể thao, hỗ trợ các bạn tập thể dục thể thao để có vóc dáng tốt hơn. Ở video này mình review một số loại review một vị của một vị pre-workout cao. Này lần bữa mình mua cái được người ta tặng bạn hai gói này, gói amino cũng đã review rồi, nhưng mà hình như là vị này mình chưa như vị này chưa review vị này. Còn ice cream thì là loại reward cao rất là mạnh luôn, tại vì mày nhìn cái gam bột của nó nè, tổng của nó là tên đến 18.5 gam bột. Để cho thử coi lại coi: 6 gam citrulline, betanolin 3.2 gam. Thì tất nhiên là cái này bạn dùng nửa gói thôi, bây giờ cũng 6 giờ chiều, ở bây giờ là 5 giờ chiều, dùng nửa gói nha. Rồi caffeine nó 400mg lần, cho nên là chắc chắn là phải dùng nửa gói rồi. Nếu mà dùng một gói là rất là mất ngủ xuyên đêm luôn. Thì lúc trước là đã có vị thanh long mình review rồi, bây giờ là vị đá đào. Rồi vậy nha, tất nhiên là chuẩn bị khoảng 300ml nước đi. Bơm này rất là mạnh nha các bạn, nửa gói thôi. Đổ vô thì nó ra màu cam rồi. Rồi con này cột lại để dành bữa khác tập. Các bạn cứ quấn lại rồi cột lại. 18.5 gam bột thì các bạn dùng nửa gói thì sẽ là 9 gam bột. 9 gam mấy á, thì gần bằng một gói AB nha. Để em lấy cái ly rót ra cho bạn coi màu nha. Bạn khui ra là nó kiểu cái bùm. Mở cái nắp ra cho bạn coi màu nước nha. Màu đậm đà. Màu cũng đậm đà ghê. Bột thì cũng khá là dễ tan. Sao nó có bột nhiều ta, nhưng nó chưa tan hết. Mùi này là mùi the, mùi đào là đúng rồi. Bạn nào uống được khui mầm mầm bị đào á là bạn biết. Cũng dễ chịu lắm các bạn, nó the the mà nó nhẹ nhẹ, the mà nó dịu lại á, nhưng mà đã the như xương gum, the nhẹ nhẹ à, thì nó mát lên cái đầu á, nó lên đầu luôn. Thì đúng rồi, nó có chữ ice mà, ice thì lúc nào nó cũng the đó, làm mình lạnh lạnh á. Rồi vậy nha, bây giờ đi tập. Hôm nay tập lưng thì cũng của phải anh ta. Hôm nay tập lưng thì cũng có deadlift, nên mình deadlift. Đúng rồi, quên cái này không có. Mình nhìn lại thôi, này hình như là không có retain, cho nên các bạn phải đổ thêm retain vô nha. Này không có retain các bạn, cái này có L-arginine nè, beta-arginine, betanin, lysergic, montersteric, chỉ thôi, mấy chất đơn giản lắm. Chẳng qua là hàm lượng nó cao, thì bạn xài thì bỏ thêm mà. Ở đâu rồi? Retain vô nha. Vị tên này thì có vị chanh thì mít với lại vị này thì cũng được, không nổi. Cái múc đại thôi, đại khoảng nhắm chừng muỗng vậy nè. Múc thì cái loại này cái xi măng cũ nó hơi phóng xíu mà nó cũng dễ tan. Bị uống nó ra gì không nữa, thêm chút nước nè. Tại vì nãy mình uống chưa hết, mình chừa lại để chút nữa mình vô tập khởi động á, vô khởi động mình nhấp. Rồi, mình cũng hơi chua chua chút xíu của vị chanh. Rồi, mình còn nhiêu đây thì chút mới vô khởi động mình nhấp. Nhấp vừa tập. Nó sẽ điều cao, nó sẽ thấm tốt hơn. Vậy nha các bạn. Rồi, hẹn các bạn ở video sau nha. Rồi sau thì sẽ có review mát rồi. Serious mát nữa nè, mình muốn tặng serious mát nữa nè.
Đó thì cái thay vì mình khui gói bự ra thì mình uống đâu có hết đâu, uống rất là dễ bị béo. Nó dành cho mấy người mà bị gầy, mình bây giờ là 80 kg rồi, 81 kg luôn, thì sẽ rất là dễ nó bị lên mỡ á. Bạn nào mà kiểu như dày dày á, cỡ 1m7 mà 6 mấy ký, ở lộn 1m7 mà 5 mấy ký rồi đó, thiếu 10 mấy ký á, là bạn nên dùng mát. Thì mai mốt mai hoặc là mốt gì đó mình sẽ review cái này rồi mấy cái này nữa, mấy cái mát này nữa nè, mát muscle gainer nữa. Thì mát này được người ta đánh giá rất là cao tại vì nó là mát trung năng lượng. Thì từ từ mình sẽ review hết cho bạn xem nha, rồi hẹn các bạn ở video sau nha, bye bye. Thank you.